Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ngành y đang rơi vào bế tắc bởi chính sách thắt chặt. Từ mấy ngày qua, truyền thông nhà nước đã đưa tin về tình trạng không đủ hóa chất, vật tư y tế cần thiết cho hoạt động khám chữa bệnh, đang trở thành nguyên nhân chính khiến bệnh viện chợ rẫy và nhiều bệnh viện khác đối mặt với nguy cơ phải tạm ngừng hoạt động. Các khó khăn trên xuất phát từ những bất cập trong các quy định về đấu thầu của Bộ Y tế. Riêng Bệnh viện Chợ Rẫy, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Tri Thức, giám đốc bệnh viện đã có báo cáo gửi đến Bộ Y tế về những khó khăn vướng mắt khi thực hiện việc mua sắm trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày 24 tháng 2. Hình ảnh bài trên trang báo Tiền Phong. Theo báo cáo này, hiện nay, hầu hết các trang thiết bị y tế kỹ thuật cao như máy chụp cắt lớp vi tính ct scanner máy chụp cộng hưởng từ mri máy siêu âm doppler màu đều không có đủ ba báo giá theo quy định để thực hiện đấu thầu mua sắm mới trang thiết bị y tế và sửa chữa bảo trì như vậy tình trạng thiếu hóa chất trang thiết bị y tế không phải do thiếu tiền mà do các quy định thắt chặt của bộ y tế phải chăng đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy hậu quả của chiến dịch đốt lò của tổng trọng thói quen quản lý của cộng sản vẫn là siết chặt để kiểm soát sau đó thấy phát sinh khó khăn không giải quyết được thì họ quay sang buông lỏng thậm chí mặc kệ không thèm kiểm tra giám sát gì cả nhưng sau một thời gian buông lỏng thấy xảy ra tiêu cực hoặc nguy cơ mất kiểm soát thì họ lại quay lại siết chặt vòng quay cứ luẩn quẩn mãi như vậy từ mấy chục năm nay ban đầu ở thời bao cấp thì nó áp dụng cho việc kiểm soát văn hóa kiểm soát tư tưởng đến thời mở cửa thì nó áp dụng cho tất cả các lĩnh vực và y tế không ngoại lệ thử điểm qua vài mốc đối với quản lý ngành y thì có thể thấy rõ cái vòng xoay thắt chặt kiểm soát buông lỏng này ở thời kỳ bao cấp toàn bộ hệ thống y tế đều thuộc quyền quản lý của nhà nước nhưng đến thời mở cửa Tư nhân đã được phép chen chân vào, thì việc mở cửa các phòng khám, mở bệnh viện đến việc cung cấp các trang thiết bị y tế. Thế là các bệnh viện công có được cơ hội nhập thiết bị từ các nguồn cung cấp tư nhân. Tất nhiên sẽ có rất nhiều sân sâu của các quan chức y tế nhảy vào. Khi kiểm soát buông lỏng, những liên minh ma quỷ hình thành và những cuộc đấu thầu trở thành hình thức, những bản hợp đồng đội giá khủng ra đời cứ thế nó hình thành nên những nhóm lợi ích khủng có mạng lưới chân rết ở khắp mọi nơi mà đỉnh điểm là vụ việt á mới bị phanh phui dưới quyết tâm loại trừ bằng hết tham nhũng tổng trọng đã là một đợt càng quét vào ngành y với việc một bộ trưởng và hàng trăm quan chức ngành y phải đi bốc lịch khiến đám quan chức hoảng sợ để tránh bị liên lụy đám quan chức này lại cho ra những quy định siết chặt và tất nhiên khi siết chặt họ sẽ có những quy định vô lý, bất khả thi. Điều này dẫn đến nguy cơ hàng trăm bệnh viện lớn nhỏ sẽ phải đóng cửa. Hình ảnh bài viết thể hiện nỗi bức xúc đối với quan chức ngành y. Nhiều người lớn tiếng mắng chửi ngành y, họ nhẫn tâm bỏ mặt hàng trăm bệnh nhân đang hàng ngày phải chịu chết ư. Ừ. Nhưng cần nhớ, đối với quan chức cộng sản, việc dân chết hay không đâu liên quan đến họ, họ không quan tâm. Cái họ cần trước đây là thành tích để thăng chức, cần phần trăm lại quả để làm giàu. Còn giờ đây, họ cần sự an toàn để không bị vào tù, không phải chơi với gián. Có người đề nghị các quan chức, nếu không đủ năng lực thì từ chức để người khác làm. Thực tế, nếu làm quan chức mà không kiếm được lợi ích thì họ từ chức thật đấy. Chúng ta thử chờ xem, nếu không có gì bất ngờ, nếu tổng trọng đủ sức khỏe và quyết tâm để duy trì công cuộc đốt lò này thêm một vài năm nữa, thì sẽ xuất hiện hiện tượng quan chức tự từ chức thôi. Không chỉ riêng ngành y mà trong tất cả các ngành khác, hiện nay giới quan chức chỉ mới tạm thời đình công bằng cách không làm gì. Nhưng nếu kéo dài thì họ thực sự bỏ việc. Tình trạng này đã xuất hiện trong thập niên 80-90 khi bổng lộc quá thấp so với nhu cầu. Lúc đó đúng là đau đầu cho tổng trọng vì lấy ai mà thay thế. Vì yêu cầu của đảng, muốn làm quan thì phải là đảng viên, dân thường đừng mơ tưởng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Ngành y đang rơi vào bế tắc bởi chính sách thắt chặt Ngọc Thơ thời báo chấm d kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin Ghế chủ tịch nước là thưởng hay phạt? Hôm 24 tháng 2, tờ báo Bloomberg dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ triệu tập cuộc họp ban chấp hành Trung ương Đảng vào cuối tháng 2 để chỉ định tân chủ tịch nước. Sau đó, Quốc hội Việt Nam sẽ chính thức thông qua quyết định bổ nhiệm trong kỳ họp vào tháng 5 năm 2023. Giữa lúc đó, trên mạng xã hội cũng đang có nhiều đồn đoán về người sẽ được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn chính thức trở thành chủ tịch nước. Cái tên được nêu ra nhiều nhất là ủy viên Bộ chính trị, Thường trực ban bí thư Võ Văn Thưởng. Ngày 20 tháng 2, giáo sư, nhà nghiên cứu về chính trị Việt Nam, Kurt Thayer đã viết trên trang Facebook cá nhân của ông rằng theo một nguồn tin ẩn danh cho ông biết, bộ chính trị đã họp bàn để chọn ra người kế nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc. Trong cuộc họp này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã xin rút lui, không nhận chức chủ tịch nước. Do đó, ông Võ Văn Thưởng sẽ là tân chủ tịch nước Việt Nam. Hình ảnh bản tin trên Bloomberg Việc ông Tô Lâm rút lui xóa tan những đồn đoán của giới chuyên gia nước ngoài về Việt Nam, theo đó bộ máy công an đang thống trị tại Việt Nam, ông Carter cho biết thêm. Đài Á Châu Tự Do trong ngày 24 tháng 2 đã có bài viết phỏng vấn ông Carter trước câu hỏi tại sao ứng viên được đánh giá có tiềm năng là ông Tô Lâm lại không được chọn. Ông Carter cho biết, tôi đoán rằng có thể ông ấy cảm thấy rằng mình sẽ làm được nhiều việc hơn trong chức vụ hiện tại hơn là một nguyên thủ quốc gia mà chỉ mang tính chất nghi thức. Trong trường hợp nếu ông Thưởng là chủ tịch nước tiếp theo, ông này sẽ có nhiệm kỳ 5 năm trong bộ chính trị. Ông Thưởng có thể sẽ góp phần trong các quyết định của bộ chính trị về chính sách cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ, ký kết các hiệp định tự do với Úc, chính sách đối ngoại cũng như chính sách kinh tế lâu dài của Việt Nam đều đã được đại hội đảng đề ra và sau đó các hội nghị ban chấp hành trung ương đảng qua từng thời kỳ sẽ thực hiện những điều đó như thế nào hình ảnh bài viết trên báo BBC News tiếng Việt bây giờ do chính quyền Biden đã thua trong cuộc bầu cử giữa kỳ vì những điều như thế bộ chính trị phải xem xét lại về mặt chiến thuật nhưng tôi nghĩ về mặt chiến lược nó không tạo ra nhiều sự khác biệt trong hiện giờ ông Carr chia sẻ thêm với đài IFA hôm 25 tháng 2 trong bài viết Việt Nam Trung ương Đảng sắp hợp để chọn tân chủ tịch nước. Báo mạng BBC đã trích cuộc phỏng vấn ông David Hoyt trong cùng ngày. Nhà quan sát chính trị Việt Nam nhận định với BBC News tiếng Việt, ông Võ Văn Thưởng có thể trở thành tân chủ tịch nước Việt Nam. Ông ấy trẻ chỉ mới 52 tuổi và dường như là sự lựa chọn chính của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Thưởng có lập trường cứng rắn trong vấn đề chống tham nhũng. Ông Thưởng đã tạo dựng được một hình ảnh chống tham nhũng Ông Thưởng là sự lựa chọn khá ổn định cho ông trọng và có thể còn tiến xa hơn nữa trong kỳ đại hội đảng tiếp theo, ông David cho biết. Hình ảnh ông Võ Văn Thưởng. Vào tháng 4 năm 2006, ông Thưởng lần đầu tiên được bầu làm ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và được bổ nhiệm làm bí thư thứ nhất của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Năm 2011, ông được bầu làm ủy viên ban chấp hành Trung ương và được bổ nhiệm làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 4 năm 2014. Sau đó, Bộ Chính trị bổ nhiệm ông làm phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ 2015-2020. Năm 2016, ông Thưởng được bầu lại làm ủy viên ban chấp hành trung ương và lần đầu tiên làm ủy viên Bộ Chính trị. Ông cũng được bổ nhiệm làm bí thư ban chấp hành trung ương và trưởng ban tuyên giáo trung ương. Tháng 2 năm 2021, ông tái đắc cử Ủy viên Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị và được chỉ định làm Thường trực Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Ghế Chủ tịch nước là thưởng hay phạt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d